Cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của bản tin Canada và Thế giới của Culture Channel và sau đây là một số tin thế giới đáng chú ý sáng nay. Phim Trung Quốc trên Netflix việc có đường lưỡi bò Biến đổi khí hậu vượt tầm kiểm soát Chính phủ Hà Lan sụp đổ Nhạc tạo ra bằng AI được tranh giải Grammy Quản lý Amazon trộm tiền mua siêu xe Lamborghini và biệt thự và nhiều bản tin khác trong phần tin chi tiết mời quý vị chú ý theo dõi sau đây là bản tin chi tiết bộ phim nhiều tập fly to you với tựa tiếng Việt là Hướng Gió Mà Đi là phim Trung Quốc chiếu trên Netflix Việt có hình ảnh đường lưỡi bò mà Việt Nam cho là phi pháp. Cụ thể, ở phút thứ 2 trong tập 30 của series, nhân vật tiếp viên trưởng Cố Nam Đình quan sát một bản đồ trên màn hình ghế máy bay. Bản đồ thể hiện có ảnh đường lưới bo, tức là đường chính đoạn giữa Trung Quốc và xa, đội chủ quyền phi pháp gần như là toàn bộ diện tích của Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế đại diện của Netflix Việt Nam không bình luận về sự việc và cho biết phim không phải dự án Netflix sản xuất mà được công ty mua để chiếu lại. Sáng ngày 8 tháng 7, tập phim vẫn xuất hiện trên nền tảng trực tuyến này. Nhiều tác phẩm quốc tế có chứa đường lưỡi bò từng được cơ quan Việt Nam xử lý. Hôm 3 tháng 7, đại diện của Cục Điện ảnh Việt Nam cho biết phim Barbie bị cấm chiếu vì có hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp. biến đổi khí hậu vượt tầm kiểm soát. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hôm 6 tháng 7 cảnh báo rằng tình trạng biến đổi khí hậu đang vượt khỏi tầm kiểm soát khi mà trái đất trải qua ngày thứ hai và thứ ba nóng nhất trong lịch sử. Theo Trung tâm Dự báo Môi trường Quốc gia Hoa Kỳ, thì nhiệt độ không khí trung bình toàn cao đã đạt 17,18 độ C vào hôm 4 tháng 7, vượt qua kỷ lục 17,01 độ C được ghi nhận vào một ngày trước đó theo dữ liệu của Đại học Maine cho thấy, trong khoảng thời gian 7 ngày kết thúc vào hôm 5 tháng 7, thì nhiệt độ trung bình ngày càng cao hơn 0,04 độ C so với bất kỳ tuần nào trong 44 năm qua. Dữ liệu trên cũng cho biết, nhiệt độ trung bình của trái đất vào hôm 5 tháng 7 giữ nguyên ở mức kỷ lục là 17,18 độ C. Chính phủ Hà Lan sụp đổ liên minh cầm quyền Hà Lan sụp đổ sau khi không thể đặt thỏa thuận về chính sách nhập cư buộc nước này phải tổ chức tổng tuyển cử sớm. Chính phủ Hà Lan sau đó xác nhận ông Rutte đã nộp đơn tư chức và dự kiến gặp vua William Alexander trong ngày 8 tháng 7 đánh dấu sự sụp đổ của liên minh cầm quyền. Ông Rutte và các thành viên trong nội các sẽ tiếp tục lãnh đạo Hà Lan phải tư cách là chính phủ tạm quyền cho đến khi chính phủ mới được thành lập sau cuộc bầu cử chính phủ tạm quyền không thể ra quyết định với các chính sách mới, nhưng mà ông Rutter nói sự ủng hộ của Hà Lan dành cho Ukraine sẽ không bị ảnh hưởng. Theo hãng tin ANP dẫn nguồn của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hà Lan, nói nước này sẽ không tổ chức bầu cử trước giữa tháng 11. và quá trình bổ phiếu và thiết lập chính phủ ở Hà Lan thường kéo dài nhiều tháng trong bối cảnh chính trường có sự sạn nước. Ông Rutter, 56 tuổi, là thủ tướng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử của Hà Lan và có tiếng nói trong Liên minh châu Âu, ông bắt đầu lãnh đạo chính phủ vào tháng 10 năm 2010 và đang trong nhiệm kỳ thứ tư. Ông dự kiến sẽ tiếp tục dẫn dắt đảng bảo thủ của ông trong cuộc bầu cử sắp tới. Anh sắp chính thức gia nhập hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP. Anh sẽ ký kết thỏa thuận gia nhập Hiệp hội Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP tại Auckland, New Zealand vào cuối tuần tới, Bloomberg đưa tin vào ngày 8 tháng 7. Lễ ký kết sẽ được tổ chức trong khuôn khổ một cuộc họp khẩn cấp Bộ trưởng của CPTPP vào ngày 15 và ngày 16 tháng 7, Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại New Zealand cho biết. Anh sẽ là nền kinh tế đầu tiên gia nhập vào CPTPP ngoài 11 thành viên ban đầu Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Hiệp định thương mại này bao trùm hơn 5 triệu dân và sẽ chiếm 15% GDP của thế giới sau khi Anh gia nhập, theo Quý tiền tệ quốc tế cho biết. Facebook cho phép người dùng kiểm soát bài đăng Facebook thuộc sở hữu của tập đoàn công nghệ Meta cho biết đã trao cho người dùng ở Hoa Kỳ khả năng kiểm soát lớn hơn đối với thực toán hiển thị nội dung khi cho phép người dùng tùy chọn vị trí thể hiện những bài viết có nội dung đã được xác minh. Từ trước đến nay, thì thuật toán của Facebook tự động hạ vị trí của các bài viết trong thẻ feed nếu như một trong những đối tác có thể xác minh dữ liệu của bài viết có nội dung vi phạm các tiêu chuẩn của Facebook và bị gắn cờ lên bài viết. Điều này giúp giảm bớt độ hiển thị nội dung của bài viết vốn sai lệch hoặc là không phù hợp. Giờ đây thì Facebook đã đưa ra giải pháp mới cho phép người dùng nâng hoặc là hạ hoặc là duy trì vị trí của những bài viết từng bị đánh dấu vi phạm tiêu chuẩn trong feed. Giải pháp này được gọi là công cụ xác minh dữ liệu và hiện đã xuất hiện trong một thiết lập tức là setting của Facebook với những bài viết đã được xác minh có nội dung không phù hợp thì người dùng facebook có thể giảm hiển thị bài viết như vậy trên facebook với một lựa chọn là hạ thấp vị trí hơn nữa trong công cụ nói trên ngược lại lựa chọn không hạ thấp vị trí sẽ nâng bài viết lên vị trí cao hơn trong nền tảng và khi đó thì người dùng có thể nhìn thấy bài viết hơn Meta triển khai công cụ này từ hồi tháng 5 trong bối cảnh việc kiểm duyệt nội dung các nền tảng mạng xã hội trở thành vấn đề nóng ở Hoa Kỳ. Thêm công ty Hoa Kỳ đầu tư sản xuất chip tại châu Âu. Hãng chế tạo chip Broadcom Hoa Kỳ tuyên bố sẽ đầu tư vào một chương trình do Liên minh châu Âu EU tài trợ để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Tây Ban Nha. Giới chức kinh tế Tây Ban Nha tiết lộ dự án Broadcom tham gia có thể có giá trị lên tới 1 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, các bên không thông báo rõ số tiền của Broadcom đầu tư là bao nhiêu. Một trong những mục tiêu của dự án là xây dựng cơ sở lắp ráp sản xuất bán dẫn quy mô lớn đặc thu tại châu Âu, giới chức Tây Ban Nha cho biết. Địa điểm xây dựng nhà máy vẫn chưa được quyết định. Cơn sốt ChatGPT bắt đầu hạ nhiệt theo Gizmodo, có vẻ như là cơn sốt xung quanh chatbot AI bắt đầu hạ nhiệt. Lưu lượng truy cập vào website của ChatGPT chứng lại vào tháng 5 và giảm mạnh trong tháng 6. Hôm 3 tháng 7, công ty phân tích SimilarWeb công bố báo cáo cho thấy lưu lượng truy cập trên toàn thế giới vào trang web của ChatGPT của OpenAI tại địa chỉ chat openai com bao gồm cả lưu lượng truy cập trên máy tính và thiết bị di động đã giảm 9,7% trong tháng 6. Chỉ riêng ở Hoa Kỳ thì mức giảm ước tính là 10,3% và đồng thời lượng người dùng truy cập trên toàn thế giới vào trang web của ChatGPT là giảm 5,7%. Cũng theo số liệu của SimilarWeb, thời gian mọi người dành cho trang web là giảm 8,5%. Tất cả con số này đánh dấu một sự sụt giảm đầu tiên sau 8 tháng kể từ tháng 11 năm 2021 khi OpenAI cung cấp chat GPT cho người dùng toàn cầu thông qua nền tảng web. Nhạc tạo ra bằng AI được tranh giải Grammy Recording Academy, tổ chức đứng sau giải thưởng Grammy, vừa cập nhật tiêu chí đủ điều kiện để tranh giải vào đầu tháng 7. Theo đó, thì chỉ những nhạc sĩ là người thật mới có thể được đề cử và giành chiến thắng tại giải thưởng âm nhạc nổi tiếng này. Tuy nhiên, hôm 4 tháng 7, giám đốc điều hành Kim Chủ tịch Recording Academy, Harvey Mason Jr. giải thích các bài viết do AI tạo ra vẫn đủ điều kiện để nhận giải thưởng ở một số danh mục nhất định và phần mềm không được xem là tác giả. Ông cho biết, nếu mà giọng hát chính của một bản nhạc được tạo ra bằng AI thì tác phẩm đó có thể đủ điều kiện tranh giải trong hạng mục sáng tác chứ không phải là hạng mục trình diễn. Ngược lại, trong trường hợp ca sĩ thật hát một bài hát được viết nhạc nền hoặc là lời bởi AI thì có thể xem trong hạng mục trình diễn nhưng tác phẩm không được đánh giá ở hạng mục sáng tác lời hoặc là soạn nhạc. Đại diện ban tổ chức của giải thưởng Grammy không khẳng định muốn công nghệ thay thế khả năng sáng tác của con người. Họ thúc đẩy công nghệ làm nền tảng hỗ trợ bổ sung vào các sáng tạo đó. Giải thưởng Grammy thay đổi quy định trong bối cảnh xuất hiện các tác phẩm âm nhạc tạo ra bằng AI. E. Công nghệ này gây ra không ít tranh cãi và ý kiến trái chiều về cách sử dụng. Paul McCartney tiết lộ ca khúc sắp ra mắt của The Beatles chứa âm thanh do AI e. tạo ra, phỏng theo giọng của John Lennon. Ca khúc Heart on My Sleeve sử dụng giọng hát do AI e. tạo, phỏng theo rapper người Canada Drake và ca sĩ The Weeknd đã bị xóa khỏi hầu hết nền tảng phát trực tuyến sau khi lan truyền vào tháng 4. Universal Music Group là hãng thu âm của các nghệ sĩ đã chỉ trích các nhà sản xuất bài hát bắt trước tài năng của họ. Tuy nhiên, một bộ phận ca sĩ khác lại ủng hộ AI, trong đó có Grimes là bạn gái cũ của ông chủ Twitter. Quản lý của Amazon trộm tiền mua siêu xe Lamborghini mua biệt thự và sống xa hoa cùng với tình nhân. Một nhân viên quản lý của tập đoàn thương mại điện tử Amazon vừa bị tuyên án 16 năm tù giam sau khi đứng đầu đường dây trộm cắp tại Amazon. Nhân viên này đã lấy cắp của tập đoàn 9,4 triệu Mỹ Kim để mua siêu xe Lamborghini và sống xa hoa cùng với tình nhân. Tòa án cho biết, nữ bị cáo có tên là Carica Watson, 32 tuổi, quản lý tại nhà kho ở thành phố Atlanta, bang Georgia của Amazon, đã dùng tiền gian lận để mua một căn biệt thự và sống với bạn gái, Brittany Hudson, 37 tuổi là đồng phạm. Bộ tư pháp Hoa Kỳ cho biết vụ án liên quan tới sáu người khác thì những cặp đôi trên đã mua nhiều xe sang bao gồm một chiếc Lamborghini, một chiếc Porsche và một chiếc Tesla cùng với một căn biệt thự 1 triệu Mỹ Kim tại khu ngoại ô Smyrna của Atlanta gần với nhà kho Amazon, nơi mà Carica làm việc. Bị cáo Carica làm việc tại cơ sở trên từ tháng 8 năm 2020 cho tới tháng 3 năm 2022 và bị truy tố về tội gian lận liên quan tới máy tính hồi tháng 9 năm 2022 trước khi nhận tội hai tháng sau đó ngôi biệt thự cùng với xe mà bị cáo đã mua bằng số tiền lấy cấp với tổng trị giá khoảng 2,7 triệu Mỹ Kim đã bị tịch thu. Tòa án còn buộc bị cáo phải trả lại 9,5 triệu Mỹ Kim cho Amazon và đối diện với 3 năm giám sát sau khi mãn hạn tù. Bị cáo Carica đã nộp các hóa đơn, chứng từ giả và sau đó chuyển tiền cho mình và 6 đồng phạm khác là với bị cáo Hudson là người sở hữu một doanh nghiệp có hợp đồng giao hàng với Amazon đã giúp cho Carrica nộp các hóa đơn giả cho Amazon trị giá hàng triệu Mỹ Kim. Bị cáo Hudson đã bị truy tố vào tháng trước. Ngoài ra, ba bị cáo khác đã bị truy tố, trong khi hai người còn lại đang chờ truy tố. Giới nhà giàu ồ ạt mua nhà ở Dubai Thị trường nhà ở xa xỉ tại Dubai đang rất sôi so động giới nhà giàu từ châu Âu, Nga, Trung Quốc đến Ấn Độ đang đổ xô so về thành phố, đẩy giá bất động sản tăng phi mã. Bloomberg đưa tin theo công ty bất động sản Knight Frank, thị trường nhà ở cao cấp ở Dubai vẫn đang tăng trưởng nóng. 176 căn nhà trị giá ít nhất là 10 triệu Mỹ Kim đã được đổi chủ trong nửa đầu năm nay. Trong quý 1, Dubai là thị trường nhộn nhịp nhất thế giới đối với các bất động sản trị giá trên 10 triệu Mỹ Kim, thậm chí vượt Hồng Kông và New York. Nhu cầu ở phân khúc này vẫn ổn định và tổng giá trị giao dịch đã lên tới 3,1 tỷ Mỹ Kim trong nửa đầu năm. Theo Knight Frank, với mức giá trung bình dao động khoảng 6.900 tia home, tương đương với 1.879 Mỹ Kim cho mỗi mét vuông, thì các bất động sản xa xỉ tại thành phố này vẫn tương đối phải chăng nhiều khu phố đắt đỏ thậm chí không còn nhà để bán. Durham có tham vọng tăng gấp đôi quy mô nền kinh tế trong 10 năm tới và trở thành một trong ba thành phố kinh tế hàng đầu của thế giới. Singapore là thành phố đắt đỏ nhất. Theo báo cáo mới nhất của ngân hàng tư nhân Julius Baer Group tại Thụy Sĩ, Singapore là thành phố đắt đỏ nhất cho lối sống thượng lưu nước này đã vượt mặt Thượng Hải và đánh dấu lần đầu tiên dẫn đầu bảng xếp hạng. Singapore đứng lần lượt là thứ năm và thứ 9 trong năm ngoái và năm kia. Theo nhóm phân tích của Julius Baer Group, giới chức Singapore đã thành công trong việc biến nước này thành một điểm đến hấp dẫn với giới nhà giàu. Thế nhưng làn sóng người giàu nước ngoài chuyển đến Singapore để sống và làm việc cũng đẩy chi phí sinh hoạt lên cao. Theo các phân tích giá mua và thuê nhà, thuế xe hơi, học phí và chi phí sinh hoạt của đất nước hơn 5,5 triệu dân đều ở mức cao. Chi phí bảo hiểm y tế thiết yếu thậm chí còn gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Theo một công cụ trên trang web của chính phủ Singapore, một căn hộ chung cư ở ngoại ô Singapore thường có giá thuê từ 1.300 Singapore đô la cho tới 2.350 Singapore đô la mỗi tháng tương đương 970 cho tới 1750 mỹ kim giá thuê trung bình cho một căn hộ chung cư tại thành phố là 3.800 cho tới 5.750 singapore dollar một tháng tính đến cuối năm 2022 singapore có khoảng 1.500 căn phòng gia đình chuyên quản lý tài sản cho giới nhà giàu con số này gấp đôi năm 2021 xếp sau singapore trong bảng xếp hạng là những thành phố đắt đỏ nhất cho giới thượng lưu lần lượt đó là Thượng Hải, Hồng Kông, London, New York. Năm thành phố còn lại trong top 10 là Monaco, Dubai, Đài Loan, Sao Paulo và Miami. Số người hơn 100 tuổi ở Italy cao kỷ lục. Viện thống kê quốc gia Italy Istat hôm 7 tháng 7 công bố báo cáo hàng năm cho biết tỷ lệ người dân trên 100 tuổi ở nước này đã tăng gấp 3 lần từ đầu thế kỷ và đạt tổng cộng gần 22.000 người. Tính đến tháng 1, số người trên 100 tuổi ở Italy chủ yếu là cụ bà. Số ca sinh ở Italy năm 2022 là 393.000 người, mức thấp nhất kể từ khi Italy thống nhất hơn 150 năm trước. Dân số của Italy đã giảm dần kể từ năm 2014 và vấn đề hỗ trợ chăm sóc số lượng người cao tuổi ngày càng gia tăng đang là một trong những thách thức cấp bách nhất của nước này. Istat cũng lưu ý rằng độ tuổi trung bình ở Italy ở giai đoạn 2020 cho tới 2023 đã tăng từ 45,7 tuổi tới 46,4 tuổi cơ quan này dự kiến dân số trên 80 tuổi ở Italy tăng 35% từ năm 2021 sẽ vượt quá mức 6 triệu người vào năm 2041. Theo dữ liệu từ Liên Hợp Quốc, tính đến ngày 7 tháng 7 thì dân số của Italy là hơn 60,1 triệu người. Dân số già gây ra bất cân bằng về kinh tế khi nhiều người lớn tuổi cần lương hưu và các phúc lợi khác của nhà nước trong khi không có đủ người để nộp thuế để duy trì những phúc lợi đó. Đồng yên mất giá và du khách Nhật Bản đến Việt Nam giảm mạnh. Theo số lượng của Cục Thống kê Việt Nam vào tháng 6, Việt Nam đón 37.000 lượt khách Nhật giảm 16% so với tháng 5. Tính chung 6 tháng đầu năm, có 241.000 lượt khách Nhật Bản đến Việt Nam giảm gần 50% so với 456.000 lượt khách của cùng kỳ năm 2019. Nhật Bản luôn là một trong những thị trường khách quan trọng của du lịch Việt Nam bên cạnh Trung Quốc, Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm nay, thì danh sách các thị trường khách dẫn đầu của Việt Nam theo thống kê của Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Đài Loan, Thái Lan và thị trường Nhật Bản đã âm thầm rời khỏi top 5. Nhìn tổng thể, xu hướng du khách Nhật ra nước ngoài giảm chung ở các điểm đến, không chỉ riêng Việt Nam. Dữ liệu của chính phủ Nhật cho biết, số người Nhật Bản rời khỏi đất nước đi du lịch trong tháng 3 vừa qua là 694.300 người, chỉ bằng 36% so với cùng kỳ của năm 2019. Và ngược lại, lượng khách nước ngoài đến Nhật Bản đã phục hồi lên 65% so với mức 2019 có nhiều lý do khiến cho ít người Nhật Bản đi du lịch nước ngoài trong năm 2023. Thế nhưng đồng yên yếu là nguyên nhân lớn nhất giữ chân họ ở nhà. Và đến đây thì bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel sáng nay xin được khép lại. Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm và chú ý theo dõi của quý vị. Đừng quên bấm like, phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này ngày một tốt hơn. Mời quý vị đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất thay mặt cho ban biên tập Tuấn Liêm kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ tới.